Khi bạn đang nghe số phát sóng này của VT Discovery, nghĩa là bạn đang sử dụng một trong những công nghệ vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Wi-Fi. Bạn có từng tò mò về người đứng sau phát minh này hay không ạ? Một nhà bác học hói đầu và rất nhiều râu ria kiểu Einstein chăng? Hay là một người lập dị, ít nói và lúc nào cũng su su cái kính trước mặt? Tất cả đều không phải. Và bạn đang không nghe nhầm đâu ạ. Những công nghệ hiện đại như Wi-Fi, Bluetooth đã được đặt nền móng bởi một minh tinh điện ảnh có gương mặt từng được ca ngợi là đẹp nhất Hollywood. Cuộc đời của bà có tất cả những thứ mà chúng ta hằng mơ ước: nhan sắc, tài năng, trí tuệ, danh vọng, trừ hạnh phúc. Tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Làm thế nào để một diễn viên điện ảnh quen với phấn son và ống kính flash lại có thì giờ để sáng chế ra sóng Wi-Fi? Hãy cùng với Văn Tùng Discovery ngược với quá khứ tìm hiểu cuộc đời của Hedy Lamarr, người phụ nữ đẹp nhất thế giới, mẹ đẻ của phương pháp chuyển đổi tần số với vô vàn ứng dụng trong công nghệ hiện đại. Nhưng mà trước khi bắt đầu, đội ngũ sáng tạo của chúng mình rất mong nhận được sự ủng hộ của mỗi anh em ở đây. Mỗi like, mỗi subscribe của các bạn là động lực mạnh mẽ để chúng mình tiếp tục hành trình khám phá này. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta có thể quay ngược thời gian về những năm 1914 tại thủ đô Viên, nước Áo, nơi cô bé với cái tên thân thương Hedwig Kistler chào đời. Hedy lớn lên trong một gia đình khá giả với cha mẹ đều là người gốc Do Thái. Do đó, cô được hưởng nền giáo dục tiên tiến và tiếp xúc với nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Ông Emil Kistler, cha đẻ của Hedy, là một luật sư thành đạt nhưng cũng rất yêu thích khoa học và nghệ thuật. Chính ông là người đã truyền cho con gái niềm đam mê khám phá và học hỏi. Ngay từ tuổi nhỏ, cô bé đã bộc lộ sự thông minh nhanh nhạy và tài năng vượt trội. Khi mới 12 tuổi, Hedy đã chơi piano thành thạo và nói được 4 thứ tiếng. Niềm đam mê khoa học của cô được nuôi dưỡng bởi những buổi thí nghiệm cùng cha trong phòng làm việc tại nhà. Năm 16 tuổi, cuộc đời Hedy bước sang một trang mới khi cô tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Vẻ đẹp rạng rỡ và khí chất thanh tao của Hedy đã thu hút sự chú ý của Mark Reinhardt, một nhà làm phim nổi tiếng. Ông là người đã đưa Hedy đến với điện ảnh và mở ra cánh cửa cho cô bước vào thế giới Hollywood hào nhoáng. Tuy nhiên, Hollywood không phải là đích đến cuối cùng của Hedy. Nung nấu ý chí theo đuổi khoa học, Hedy luôn mong muốn cống hiến cho thế giới. Tuổi thơ êm đềm, nền giáo dục tiên tiến và niềm đam mê khoa học đã tạo nền tảng cho những thành tựu phi thường của Hedy Lamarr sau này. Cứ ngỡ người con gái với nhan sắc tài năng 10 phân vẹn 10 sẽ có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc như bao người. Ấy vậy mà tiếc thay, cuộc đời của bà là một tấn bi kịch kéo dài đến tận cuối đời. Và khởi điểm là việc kết hôn với Friedrich Mender. Cuộc hôn nhân này bắt nguồn từ một thương vụ đổi trác. Cha của Hedy Lamarr đồng ý cho bà kết hôn với Mender để đổi lấy sự bảo trợ tài chính. Năm 18 tuổi, Hedy buộc phải từ bỏ ước mơ học tập và bước vào cuộc sống hôn nhân xiềng xích. Mender là một người ghen tuông và độc chiếm. Ông cấm Hedy Lamarr tiếp xúc với nghệ thuật, bạn bè. Bà không được phép tham gia các hoạt động xã hội, thậm chí không được phép đọc sách hay xem phim. Mender còn thuê thám tử theo dõi Hedy Lamarr và kiểm soát mọi hành động của bà. Hedy lúc này giống như một con chim tội nghiệp bị giam cầm trong một chiếc lồng chật chội. Cuộc sống của Hedy Lamarr không khác gì một địa ngục trần gian. Bà không được yêu thương, tôn trọng và không có tự do. Bi kịch của Hedy Lamarr phần nào giống với những bất hạnh của nàng Mỹ trong truyện ngắn nổi tiếng Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài mà chúng ta đã được học từ thời phổ thông. Hóa ra, văn học không lừa gạt chúng ta, bởi lẽ những xô kiếp ở thực tại đời sống còn khủng khiếp hơn nhiều. Cuộc hôn nhân đầu tiên đầy u ám đã để lại trong Hedy Lamarr những vết thương lòng sâu sắc, để rồi chính bà đã phải tự thốt lên ai oán rằng tôi giống như một con búp bê, giống như một món đồ, một đối tượng nghệ thuật bị kiểm soát, bị giam cầm, không có tâm trí, không có cuộc sống riêng. Cuối cùng Hedy Lamarr đã quyết định giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt này. Bà bí mật lên kế hoạch trốn thoát khỏi Mender và đến Hollywood để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Nhờ tài năng và nhan sắc diễm lệ, Hedy Lamarr bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với sự góp mặt trong bộ phim Money on the Street do đạo diễn người Áo chỉ đạo sản xuất. Tuy nhiên đó chỉ là một vai phụ nhỏ, không để lại ấn tượng.
Để nói về cú hit tạo nên sự bùng nổ trong công chúng và giúp bà trở nên nổi tiếng thì phải kể đến Esasi. Đây quả thật là một bộ phim chưa có tiền lệ trong lịch sử phim ảnh thế giới. Năm 1933, cô nàng xinh đẹp Hedy Lamarr gây chấn động thế giới bằng cảnh khỏa thân trong phim Escati của một hãng phim ở tiệp khác. Thời điểm ra mắt, bộ phim đã gây nên những cuộc tranh cãi gay gắt bởi lẽ Esasi chứa những cảnh nóng trần truồng của vị đại minh tinh này. Phân cảnh Hedy đang bơi và trút bỏ mọi thứ để chạy theo con ngựa cùng những cảnh nóng bỏng khác mang đến một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Ở thời đại mà người phụ nữ luôn cần kín đáo và ý nhị, thì sự táo bạo của Hedy Lamarr đã tạo nên rắc rối không đáng có. Có nhiều ý kiến ngợi ca cô nàng đã dám hy sinh vì nghệ thuật, nhưng tất nhiên, cũng không ít người chỉ trích bộ phim Esasi, còn Hedy Lamarr đã phải hứng chịu sự phản đối gay gắt và bị miệt thị kịch liệt. Phải khẳng định rằng là Esasi vừa mang lại hào quang danh vọng, vừa khiến trang tuyệt sắc giai nhân này phải chịu bao cay đắng. Một số nhà phê bình thời đó còn cho rằng là Hedy chẳng có tài cán gì ngoài vốn tự có là nhan sắc và khả năng dám phơi mình trên màn ảnh. Hơn nữa, bộ phim cũng đóng góp một phần vào những mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân của Hedy Lamarr và Frederic Mendel. Để rồi sau cuộc tẩu thoát đến Hollywood vào năm 1937, tạo cơ hội cho bà gặt hái thành công trong sự nghiệp diễn xuất, bà nhanh chóng ký hợp đồng với MGM và trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất của hãng phim. Liên tiếp những năm sau đó, Hedy đóng vai chính trong nhiều bộ phim danh giá như Orgier năm 1938, Jean Figure năm 1941 hay là Samson and Delilah năm 1949. Là một đại minh tinh trên màn ảnh bạc, nhưng Hedy Lamarr lại có niềm đam mê mãnh liệt với phát minh khoa học. Ít ai biết rằng, Hedy đã có một khoảng tuổi trẻ, nhiệt huyết bên những máy móc và con số. Bà giống như một con ong chăm chỉ, khi ban ngày thì tham gia diễn xuất, đêm đến lại ngồi lao vào bàn tìm tòi học hỏi về công nghệ khoa học. Thậm chí, bà còn yêu thích việc làm đi làm lại những thí nghiệm trong nhà xưởng hơn là dự những buổi tiệc tùng sặc mùi hào nhoáng của giới Hollywood. Hedy Lamarr đã có phát minh vĩ đại nhất cho mình vào năm 1940. Câu chuyện bắt đầu trong một bữa tiệc tối, Hedy trò chuyện với Georgia Ethel về cuộc chiến lan rộng ở châu Âu. Khi bà quan sát và suy nghĩ về điểm yếu dễ bị gây nhiễu của ngư lôi điều khiển bằng sóng vô tuyến trong chiến tranh thế giới thứ hai, Hedy đã nảy sinh ý tưởng về nhảy tần. Dựa trên cơ chế của đàn pianola, một đàn dương cầm tự chơi, Lamarr và Antil đã chế thành công hệ thống nhảy tần. Đó là kỹ thuật cho phép thay đổi tần số giữa máy bay và ngư lôi dẫn đường để kẻ thù không thể làm nhiễu tín hiệu vô tuyến. Do tín hiệu liên tục thay đổi, kẻ thù sẽ không thể dự đoán được. Bà và Antil đã được cấp bằng sáng chế cho phát minh nhảy tần vào năm 1942. Tuy nhiên, Hải quân Hoa Kỳ lúc đó lại không áp dụng tính năng này vào hoạt động quân sự. Do vậy, Hedy vẫn nỗ lực hết mình để hỗ trợ quân đội Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Hơn ai hết, ở cương vị là người con gốc Do Thái, bà mong rằng phe đồng minh sẽ tiêu diệt được Đức quốc xã và giành thắng lợi. Một điều đáng buồn nữa là Hedy Lamarr không bao giờ nhận được tiền thưởng từ phát minh của mình do bằng sáng chế đã hết hạn trước khi nó được sử dụng. Chỉ hai thập kỷ sau, tức là thời điểm xảy ra vụ khủng hoảng tên lửa Cuba, công nghệ của bà mới được ứng dụng rộng rãi cho cả mục đích quân sự và dân sự. Quan trọng hơn, phương pháp chuyển đổi tần số của bà đã đặt nền móng cho các công nghệ hiện đại liên lạc không dây như Bluetooth, Wi-Fi và GPS. Thật không ngờ rằng chính nhan sắc tuyệt trần của Hedy Lamarr lại vô tình trở thành rào cản trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của bà. Bi kịch ở đây chính là những phát minh hay sáng chế không được xem trọng. Người ta chỉ nhớ về bà là một người phụ nữ đẹp, nhưng đóng góp khoa học của Lamarr phần lớn bị ngó lơ trong thời đại của bà. Cái bóng quá lớn đến từ vai trò diễn viên đã che mờ đi tài năng khoa học hiếm có. Theo bạn thì Lamarr có được công nhận sớm hơn nếu bà không phải là một nữ diễn viên xinh đẹp hay không? Trái ngược với sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, thành tựu khoa học nổi bật, cuộc sống hôn nhân của bà chìm trong bi kịch không lối thoát. Ngoài người chồng đầu tiên mà bạn đã nghe ở trên, bà còn lấy thêm 5 người chồng khác. Ngẫm lại cũng phải thừa nhận rằng là vị đại minh tinh này cũng có một lịch sử tình trường quá đỗi là phong phú. Vậy mà không một cuộc tình nào thực sự trọn vẹn, không một người đàn ông nào chung tình một đời một kiếp bên bà. Kết thúc mỗi cuộc tình luôn là tờ giấy ly hôn.
và trong số đó, mối tình đem lại nhiều bi thương cho bà nhất có lẽ là mối tình với nam tài tử Claude Gable, diễn viên chính của bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió. Chắc các bạn đang đặt ra câu hỏi là tại sao là Gable đúng không? Nam tài tử Hollywood và nữ tài tử được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất Hollywood. Kể từ lần gặp gỡ với Claude Gable, Hedy đã si mê vẻ hào hoa phong nhã của ông và cặp đôi đã đến với nhau sau khi Hedy ly hôn chồng. Quả không sai khi mà người xưa từng nói lắm tài thì nhiều tật. Không lâu sau đó, nam tài tử đã gạt phát Hedy ra khỏi cuộc đời để đến với nữ diễn viên Cara Lombard. Khi biết tin Cara Lombard và Claude Gable kết hôn với nhau, Hedy đau lòng tìm đến biên kịch Gene Markey để lấp đi vết thương trong lòng. Thế nhưng mà dường như hình ảnh của sao nam nổi tiếng đã choan lấy tất thảy tâm trí và tình yêu của bà. Vậy nên sau khi nhận được tin là Lombard qua đời vì tai nạn máy bay, bà chẳng ngần ngại gì mà bỏ Markey để theo đuổi cuộc tình cũ. Nhưng mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Gable dường như ngựa quen đường cũ, sống với Hedy trong khoảng thời gian ngắn lại bỏ rơi bà, chạy theo Virginia Jay, một nữ diễn viên trẻ trung khiêu gợi hơn Hedy. Và sau mỗi lần như thế, Hedy Lamarr lại tiếp thêm một cuộc tình khác, nhưng chúng đều dở dang như một tấm vải chắp vá chằng chịt. Bạn có thấy là tình trường của Hedy Lamarr cũng chẳng khác bộ phim dài tập với cái kết là set ending là bao không? Sau khi ly hôn người chồng cuối cùng là luật sư Lewis vào năm 1965, Hedy Lamarr đã trải qua không ít biến động. Người phụ nữ được săn đón thuở nào dần vắng bóng khỏi màn ảnh. Bà gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn phù hợp do tuổi tác và nhan sắc phai tàn. Cuộc sống của Hedy Lamarr vào những ngày cuối đời thật không dễ chịu một chút nào. Bà dần tự căm ghét chính bản thân. Bà từng viết rằng khuôn mặt xinh đẹp của mình đã mang đến bi kịch và đau khổ trong suốt năm thập kỷ. Khuôn mặt của tôi là một chiếc mặt nạ không thể tháo ra. Tôi luôn phải sống chung với nó. Tôi nguyền rủa nó. Bà còn tự gây sốt dư luận bằng những vụ kiện tụng. Bà đã kiện một phóng viên vì cho rằng anh ta đã làm tổn hại sự nghiệp và cuộc đời của bà, mô tả bà như một người thèm khát tình dục. Trước khi qua đời, Lamarr còn tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng khi bà kiện hãng rượu vang Gallo Winery, buộc họ phải ngừng sử dụng hình ảnh của bà trong một chương trình quảng cáo trên truyền hình. Cuối cùng, vào năm 2000, Hedy Lamarr ra đi trong cô đơn, không có người thân thích nào bên cạnh, trong một căn hộ nhỏ ở Florida, Mỹ. Đúng như nguyện vọng cuối đời, cho cốt của bà đã được người con trai là Anthony Lorer giải trong những cánh rừng ở quê nhà. Cuộc đời của người phụ nữ vừa tài giỏi vừa xinh đẹp đã khép lại một cách bi ai và buồn thương như vậy đấy. Thực tế thì sau 15 năm Lamarr mất đi, Google đã tôn vinh bà như một biểu tượng về một người phụ nữ có đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ. Và di nguyện của bà chính là được mọi người nhớ về như một người đóng góp cho sự nghiệp thịnh vượng của nhân loại. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những thăng trầm cuộc đời của Hedy ạ? Bi kịch của bà ở do đâu mà có? Liệu có phải vì quá xinh đẹp mà bà không được ghi nhận như một tài năng khoa học thực thụ? Hãy để lại bình luận ở phần comment để cùng chia sẻ quan điểm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like nếu các bạn thấy nội dung trên thú vị. VT Discovery sẽ hội ngộ bạn trong những video hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!